Quý vị đang đi cùng bản tin Tuổi Trẻ Yêu Nước News. Phong cách khai trí dân tộc chỉ dựa vào sự tỉnh thức của các bạn. Và đây là phiên bản âm thanh hình ảnh chất lượng 4K. Bản tin hôm nay gồm có các bài viết: viết về tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Công Em, nguồn từ Facebooker An Dương Nguyễn Phú, phát thanh viên Trần Vũ Anh Bình. Việt Nam vô cùng tự hào, một bài viết của Ngọc Vinh, phát thanh viên Phước An. Áp vay tín dụng đen, một bài viết của Facebooker Hương Ngô, phát thanh viên Trần Vũ Anh Bình. Khôn vặt của dân Việt, bài viết sưu tầm phát thanh viên Hoa Chi. Cam hành trình, bài viết được sưu tầm trên mạng internet, phát thanh viên Phước An. Giới trẻ Hồng Kông và Việt Nam khác nhau ra sao, bài viết từ nguồn ủng hộ Hồng Kông, phát thanh viên Hoa Chi. Lòng tin, một bài viết của Facebooker Phương Lan, phát thanh viên Trần Vũ Anh Bình. Chuyên mục Chuyện đêm khuya, trinh thám, bài viết từ tác giả Hà Hồng Sơn. Quý vị đang đi cùng bản tin với các phát thanh viên Phước An, Cẩm Mỹ, Hoa Chi và Trần Vũ Anh Bình đang dẫn đưa quý bà con cô bác từ quốc nội ra tới hải ngoại đi cùng bản tin ngày 15 tây tháng 10 2019. Chuyện qua rồi hôm nay mới kể. Bài viết từ nguồn Facebooker An Dương Nguyễn Phú. Hôm thứ Ba, 8 tháng 10 tuần trước, tôi đã đi tìm một đồng đội tù nhân lương tâm là anh Nguyễn Văn Công Em ở thị trấn Dòng Trôm, Bến Tre. Tôi đã tìm gia đình anh 3 lần. Hai lần đầu tôi đi về trong vô vọng. Lần thứ ba, tôi quyết tâm tìm gia đình anh cho bằng được, và sự cố gắng của tôi đã tìm gặp. Vừa tới cổng nhà tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Công Em, tôi bắt gặp ba người ngồi ngay cổng uống cà phê. Tôi vào nhà chào hỏi mẹ già của anh và xin được nói chuyện với vợ con anh. Vợ tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Công Em có hai người con, đứa lớn 16 tuổi và đứa con nhỏ chừng 2 tuổi. Tôi muốn tìm gia đình anh vì cùng hoàn cảnh, để dễ chia sẻ động viên nhau cố gắng vượt qua khó khăn này. Nhưng tôi cũng không ngờ an ninh Bến Tre đã thành công trong công việc hù dọa gia đình anh sợ hãi một cách tôi không có ngờ được. Tôi hỏi tên vợ con anh và xin số điện thoại hoặc Facebook của vợ anh để tiện chia sẻ động viên nhau. Nhưng chị vợ không dám cho tôi, mặc dù chị biết về chế độ này bất công với chồng con. Chị nói chúng ta không làm gì được, khi mình lên tiếng thì mình bị nhà cầm quyền bắt mình liền. Tôi hỏi chị nghĩ sao về việc của anh, anh đã làm đúng hay là làm sai. Chị nói ai cũng biết xã hội đầy bất công, nhưng kệ nó đi, chứ anh ấy lên tiếng làm gì để giờ mẹ con em phải chịu khổ nuôi anh. Tôi nói chúng ta phải tự hào về chồng mình không làm gì sai cả, mà cái sai là do chế độ này làm không đúng ở pháp luật mà họ đã đặt ra. Mong chị và gia đình cố gắng lo cho anh ấy, sự hy sinh của chồng chị không vô ích đâu chị ạ. Tôi khuyên chị hãy mạnh mẽ hơn và đưa truyền thông về chồng, để các tổ chức nhân quyền cùng các nhà hoạt động nhân quyền, báo chí tự do lên tiếng bảo vệ quyền lợi cho chồng mình. Chị nói thôi, tôi không đưa tin gì hết mà còn bị hỏi thăm và canh me hoài. Tôi nói việc mình làm để bảo vệ quyền lợi của chồng không vi phạm pháp luật, nên an ninh không hại chết chị được đâu. Chị càng sợ nó càng gây áp lực cho gia đình chị, mà chúng ta hãy xem như mình đã chết và không còn gì để mất nữa, mới lấy được can đảm và sức mạnh đi cùng chồng con chị ạ. À, đang nói chuyện thì có một cuộc điện thoại tới. Chị nghe điện thoại xong thì từ chối tiếp chuyện tôi, và mẹ chồng chị đã đuổi khéo tôi. Tôi đứng dậy xin phép ra về. Trên đường về tôi đã khóc rất nhiều khi thấy gia đình họ sợ hãi tột cùng, mà tôi đành bất lực không giúp đỡ gì được. Nên tôi kính mong cộng đồng cùng anh chị em quan tâm và giúp đỡ gia đình tù nhân lương tâm là anh Nguyễn Văn Công Em vượt qua khó khăn và sự sợ hãi này. Thực sự tôi cảm phục sự chịu đựng của hai chị Nguyễn Thúy Hạnh và chị Dương Thị Tân. Hai chị phải vất vả áp lực thuyết phục bằng được những gia đình tù nhân lương tâm như thế. Quả là Phật sống mới làm được như vậy. Cho nên tôi nghĩ những người nói chị Dương Thị Tân là người sợ liên lụy với các tù nhân lương tâm thì nên tìm hiểu chị Tân kỹ trước khi đánh giá về chị nhé. Bài viết từ nguồn Facebooker An Dương Nguyễn Phú. Hãy thích theo cách của bạn, tự khai trí cho dân tộc. Việt Nam vô cùng tự hào. Tôi đã đi thăm Mỹ,
một đế quốc tư bản giàu có số 1 thế giới. Nhưng thú thật, tôi thấy Mỹ chả là cái đinh gì so với Việt Nam ta. Nó giàu, mình nghèo, nhưng cái gì bên nó cũng rẻ hơn Việt Nam. Từ bia rượu, thức ăn, hải sản, quần áo, đồ dùng gia đình cho tới xe hơi, ăn chơi cũng rẻ. Hồ bà sexy của nó chỉ cần bò 2 đô là tương đương 48.000 Việt Nam. Cho một số diễn là các cô múa quả thân cảm thấy hài lòng. Trong khi ở Việt Nam giờ đi karaoke ôm phải bò tối thiểu 500.000. Dưới mức đó là các cô không chịu đồng. Đường cao tốc của nó cũng làm rẻ hơn mình. Nói chung là thằng đế quốc Mỹ toàn chơi đồ rẻ. Chưa biết nó có mong vui hơn ở Việt Nam ta hay không. Là đế quốc đứng đầu thế giới mà như thế thì hơi bèo, chả so sánh được với dân chơi Việt Nam. Nếu các bạn không tin điều tôi nói thì hãy hỏi ngay mấy thằng mẻo ở Đại sứ quán Mỹ mà xem. Một bộ camera ở bên đó nó bán bao nhiêu rồi so sánh với ta mình để ta thấy rằng tôi không nói sai. Với mười mấy bộ camera lắp đặt cho các vị thường vụ tỉnh ủy Sóc Trăng, mấy ông chi gần 1 tỷ đồng, hình như 980 triệu, vị chi khoảng 50 đến 60 triệu đồng bộ. Mấy chú chuyên gia camera xấu bụng bảo với cái giá này là mấy ông đã bỏ túi ít nhất 1/3, nhưng tôi không tin. Nhưng thế là chưa chơi sang lắm đâu. Tại thành phố Hồ Chí Minh, chính quyền dự trù chi 1.000 tỷ đồng để lắp đặt 10.000 bộ camera trên đường phố, tính đổ đồng lên tới 160 triệu một bộ. Má ơi, ngon chưa? Các chuyên gia về camera cứ lấy giá Mỹ so sánh là thấy ngay cái sự sang chảnh của chính quyền Việt Nam ta. Ngay cả cà phê cũng vậy. Tại cao ốc President ngay ngã tư Thần Thánh mà tôi hay ngồi Nguyễn Du Nam Kỳ khởi nghĩa quận nhất, tôi uống một ly espresso double 2 sọt của Starbucks chỉ có 50.000 đồng. Này, Starbucks dọn đi nhường địa điểm nó lại cho Trung Nguyên thì tôi phải trả tới 60.000 đồng cho một ly espresso single 1 sọt. Các bạn thấy Việt Nam ta chảnh chó chưa? Dù espresso của Việt Nam dở hơn của thằng Mỹ. Tôi viết cái tết này chỉ muốn các bạn hiểu trong sản xuất tên lửa, nếu như Việt Nam ta có vượt trội tên lửa Mỹ, Trung Quốc hay Anh Pháp về mặt giá cả thì cũng đừng có ngạc nhiên. Vì chúng ta là Việt Nam tới 4.000 năm văn hiến, gần 1.500 năm lập quốc, trong khi thằng Mỹ đếch có năm văn hiến nào mà vẫn chưa tới 300 năm lập quốc. Chúng ta đếch sợ thằng Tây nào sau khi đánh thắng nhiều đế quốc sừng sỏ như Tàu, Pháp, Mỹ, Nhật và cả đế quốc Khmer, nó từng là đế quốc trong quá khứ đấy nhé. Chính vì thế chúng ta phải cao gián hơn bất cứ thằng tư bản nào, để trên thế giới này từ một ly cà phê trở đi không để chúng qua mặt dù chỉ một gem. Tôi tự hào về Việt Nam tôi quá, vì Việt Nam tôi luôn vô địch ngay cả trong đá bóng, dù đá chết mẹ mới thắng được Mã Lai. Dở ẹt các má à. Giải thể Đảng Cộng sản Việt Nam bán nước hại dân có khó lắm không? Khó vô cùng. Nếu quý vị chờ 500.000 quân Mỹ trở lại, nếu quý vị hy vọng các cuộc biểu tình nhỏ lẻ của dân hy sinh trong nước, nếu quý vị chờ ai đó thành lập quân đội, nếu quý vị chờ đợi nhóm bí mật xử lý vài tên cộng sản ác ôn, nếu quý vị hàng ngày ngồi uống cà phê nghe live chửi Việt Cộng, dễ vô cùng. Nếu quý vị tập trung lấy nhu thắng cương lớn nhất trong lịch sử, nếu Facebook, website, email, báo chí trong và ngoài nước đồng loạt tập trung bình luận góp ý kêu gọi một cuộc chiến không tẩm máu, nếu cả nước chuẩn bị gạo, nước, đường, mắm muối đủ dùng cho gia đình trong một tháng, tâm phản cần 50% đình công bại thị, không đi học, không đi làm, không đi chợ, chừng ấy mới thấy cánh cửa tự do, dân chủ, nhân quyền hé mở cho dân tộc Việt Nam. App vay tín dụng đen hiện đang được hoạt động mạnh trên mạng. App vay tín dụng đen hiện đang được hoạt động mạnh trên mạng. App vay tín dụng đen hiện đang được hoạt động mạnh trên mạng. Là một dạng cho vay nặng lãi, đứng sau hệ thống là hơn 100 app được hủy và tạo mới liên tục khi đã đủ số lượng con nợ. Bài viết từ nguồn Facebooker Phương Ngô. Hình thức cho vay: khi bạn vay 1.500.000 đồng, bạn sẽ nhận được 1.050.000 đồng và mất đi
450.000, tức tương đương 30% phí dịch vụ. Khi bạn vay 1.500.000 đồng, bạn sẽ nhận được 1.050.000 đồng và mất đi 450.000, tức tương đương 30% phí dịch vụ. Và cũng có nghĩa là bạn đã nợ 1.500.000 đồng. Lãi suất cho 7 ngày đầu là 4% cho mỗi ngày, tức sau 7 ngày bạn phải trả tổng cộng là 1.920.000 đồng cho bọn chúng. Và nếu không trả bắt đầu từ ngày thứ 8, lãi mẹ sẽ đẻ lãi con. Hình thức quản lý con nợ: khi tải app vay, mặc nhiên điện thoại của bạn bị quản lý luôn cả danh bạ, Facebook, Zalo, nghe lén cuộc gọi, tin nhắn và định vị luôn cả vị trí của bạn ở mọi lúc, kể cả lúc điện thoại ở chế độ nghỉ. Hình thức đòi nợ: vì quản lý được tất cả hoạt động cũng như số điện thoại, người thân, bạn bè, nên hình thức đòi nợ là tấn công tâm lý và tấn công luôn người thân, bạn bè đến tận cùng, có thể để bạn bị áp lực về tâm lý với chung quanh, với sợ hãi. Thì nợ có đẻ bao nhiêu bằng mọi cách bạn vẫn sẽ trả. 100% những kẻ đứng sau và quản lý là người Trung Quốc với những hình thức thủ đoạn tinh vi, nên những người đã trót vay luôn là những con mồi béo bở khó thoát được. Để vô hiệu hóa cách tấn công, việc đầu tiên là bạn cứ thông báo chủ động với người thân, bạn bè trước và yêu cầu họ làm ngơ nếu có cuộc gọi hoặc nhắn tin làm phiền. Mặc nhiên, hình thức tấn công tâm lý sẽ thất bại. Mong mọi người hãy tin tưởng lời chúng tôi và hãy chia sẻ bài viết này để các nạn nhân trên đọc được. Bởi tôi cũng đã thử nghiệm và giải mã thành công trò bẩn này của chúng nó. Lưu ý, các bạn nên đặc biệt chú ý, đây là một hình thức cho vay phạm pháp, nên không có chuyện công an sẽ vào cuộc giúp họ, mà công an chỉ vào cuộc úp họ mà thôi. Rất mong mọi người chia sẻ bài viết để vô hiệu hóa app vay. Chúng tôi đang có trong tay bằng chứng và danh sách hơn 10.000 nạn nhân và rất nhiều dữ liệu liên quan. Bất tuân dân sự, tự khai trí cho dân tộc. Hoa Chi xin mời quý vị cùng điểm lại những cái khôn vặt của người Việt. Khi đi ngoài đường, môi trường sống bụi bặm ô nhiễm, họ đeo khẩu trang. Khi rau quả thịt thà độc hại hóa chất, họ trồng rau hai luống, nuôi heo hai chuồng, luống mình ăn và luống để bán ra. Khi xã hội loạn lạc, trộm cắp, cướp giật, giết người, họ mặc kệ coi như họa ai nấy chịu và cố tránh xa để không bị liên lụy. Khi có nhiều người chết vì tai nạn giao thông, họ niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật và tin vào số trời và cầu mong sẽ không phải là nạn nhân kế tiếp. Khi họ biết có nguy cơ bệnh tật, họ mặc kệ và trông mong vào sự hên xui, vái Phật tứ phương. Khi có những người dũng cảm lên tiếng tố cáo những khiếm khuyết của chính quyền, sự tha hóa của các cán bộ lãnh đạo, sự thối nát úng nhọt của xã hội, họ gọi đó là những kẻ phản động. Khi biết chính xác những kẻ đã gây ra thảm họa nghèo đói, bất công, bệnh tật cho bố mẹ, cho con cái và chính họ, họ lại cúi đầu sợ hãi, khóc lóc, van xin hoặc im lặng. Trên đây là một vài ví dụ về cái khuôn vặt của phần lớn người dân Việt Nam hiện nay. Cũng có thể nói trong cách hành xử của người dân Việt Nam có cái gì đó giống y như những con vật làm theo bản năng. Họ hành động theo bản năng tự nhiên mà không hề muốn tìm hiểu những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Họ không muốn đứng lên đấu tranh cho tương lai, mà thay vào đó họ chỉ nghĩ ra cách đối phó tạm thời với những khó khăn, những bức xúc. Họ giống như một con vật sống thụ động theo cảm xúc. Đôi lúc điên lên thì tỏ ra hung dữ, gào thét bởi kẻ nào lấy đi miếng xương của họ, nhưng thường xuyên cư xử hiền lành, bày tỏ lòng trung thành với thằng chủ bản chất tàn ác đã biến họ thành những con vật sinh lợi, rồi sẵn sàng cướp đi sức khỏe, sinh mạng, đất đai, nhà cửa của họ bất cứ lúc nào. Chúng ta khóc cười vì cái gì đây? Gương mặt giải cống hiến 2019, Dương Thị Tân.
từ tháng 4 2008, sau khi blogger Điếu Cày bị bắt, chị từ một người phụ nữ bình thường không mấy quan tâm đến các vấn đề chính trị xã hội trở thành người thân trụ cột trong gia đình, một tù nhân lương tâm. Tần Tảo cùng con trai đi thăm nuôi anh Điếu Cày. 6 năm rưỡi anh ngồi tù, trải qua 11 trại giam trên khắp cả nước là 6 năm rưỡi chị và con trai lặn lội nuôi tù, làm truyền thông để giữ sự quan tâm của dư luận về nhà báo tự do Điếu Cày, cũng như tiếp lửa, tiếp sức, gìn giữ tinh thần tranh đấu của anh. Nhiều người từng chia sẻ một nhận định: nếu không có bà Tân làm truyền thông tích cực thế, tận tụy thế, giỏi thế thì mấy ai biết đến vụ án Điếu Cày. Ngay công an cũng có lần tức tối nói rằng lẽ ra phải bắt luôn cả bà Tân đi tù mới đúng, vì ở ngoài bà ấy quậy quá dữ. Nên nhớ, những năm ấy ở Việt Nam, mạng xã hội Facebook chưa phát triển, công việc làm truyền thông của những blogger, những nhà dân báo là vô cùng khó khăn. Một mình chị Tân chủ động tìm kiếm thông tin về anh Hải Điếu Cày trong mỗi nhà tù, liên hệ với các cơ quan truyền thông hải ngoại và quốc tế để đưa tin, trả lời phỏng vấn của họ, thu hút sự chú ý của cộng đồng về các vụ án Điếu Cày và câu lạc bộ nhà báo tự do, đánh động công luận trong nước và quốc tế về một vụ đàn áp chà đạp quyền tự do biểu đạt nghiêm trọng ở Việt Nam thời Internet. Và điều kinh khủng nhất, để làm được những việc ấy, chị Tân và gia đình phải chịu đựng sự đàn áp, khủng bố, hành hạ của công an triền miên suốt từng năm ấy. Cho đến tận bây giờ, đôi bàn tay của người phụ nữ xinh đẹp như một hoa hậu quý bà giờ đây cong queo, co quắp vì thương tích sau những lần bị công an vặn, bẻ, treo lên mà đánh. Chị ôm trong người một khối bệnh, dĩ nhiên không chỉ là bệnh khớp, thời chị còn lặn lội cùng con trai nuôi chồng, bố ở trong tù. Ai cũng gọi chị bằng một danh xưng rất dài: bà Tân, vợ Điếu Cày. Tháng 10 2014, trước sức ép của dư luận quốc tế và sự hấp dẫn của Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP mà Việt Nam đang hăm hở tìm cách gia nhập, nhà cầm quyền trả tự do cho Điếu Cày nhưng tống xuất anh sang Mỹ ngay lập tức, chị Tân không được gặp lại chồng dù chỉ một giờ. Kể từ đó, chị dừng nổi lên không phải với tư cách là bà Tân vợ Điếu Cày nữa, mà là một nhà hoạt động nhân quyền thực sự, cực kỳ tích cực, năng nổ và can đảm. Chị sát cánh bên từng gia đình tù nhân lương tâm trong Nam và ngoài Bắc, hỗ trợ họ hết mình, cả về vật chất lẫn tinh thần. Tiền, quà bánh, chị gom góp gửi họ đã đành, nhưng cái quý hơn cả chị cho họ là kinh nghiệm và kiến thức. Từ việc thăm nuôi, gửi đồ tiếp tế, đến làm truyền thông, vận động trong nước và quốc tế để bảo vệ tù nhân lương tâm. Biết được bao nhiêu, chị đều chỉ bảo cho các gia đình tù bấy nhiêu. Tận tình, tỉ mỉ, sốt sắng như thế, tất cả đều là thân nhân của chị vậy. Bà Tân vợ Điếu Cày ngày nào bây giờ đã trở thành chị đại, chị cả của hàng chục bà vợ tù nhân lương tâm, má Tân của một loạt bạn trẻ hoạt động dân chủ nhân quyền ở Sài Gòn. Sài Gòn, Bình Dương, An Giang, Tiền Giang, Nghệ An, Hà Tĩnh, Hà Nội, cứ đâu có gia đình tù nhân lương tâm cần hỗ trợ, có thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa hay người bệnh cần chăm sóc, có hoạt động gì cần tham gia là chị Tân xuất hiện. Chị đi khắp trong Nam và ngoài Bắc, luôn chân và luôn tay, không quản ngại mưa nắng, đường xa, bất chấp công an đe dọa, trấn áp, chẳng mấy khi chị dành thời gian sống cho bản thân mình. Càng không mấy khi thấy chị than thở, kể lể về những khó khăn do công an gây ra, những đau đớn của bệnh tật nếu có. Chị thấy chị kể về những vụ công an canh nhà, theo dõi và bị chị mắng cho tanh bành té bẹ như cách chị thường nói. Đó là chị, bà Tân, má Tân, chị Tân yêu quý của anh chị em trong phong trào dân chủ Việt Nam. Chiêu Cafe Book Garden và Chiêu Homestay là một địa chỉ để bạn lưu lại khoảnh khắc với bạn bè mình. Các bạn hãy đến tham quan để tận hưởng sự phục vụ từ Chiêu Coffee. Đặc sản miền sông nước sẽ quay quần bên gia đình bạn nếu có được sự kết nối với Facebooker Nguyễn Thị Kim Liên. Chắc chắn bạn sẽ tận hưởng hương vị quê hương hợp khẩu vị cùng với từng người thân trong gia đình. Sự cường thịnh của quê hương kết tinh trên những chiếc áo đấu tranh khẳng định tầm nhìn của một con dân Việt. Hãy kết nối với Facebooker Ngô Thứ để chúng ta cùng hãnh diện vì lòng yêu nước.
Chàng là một nghệ sĩ hát rong thích chụp hình up link fake câu like. Nàng là một phụ nữ thuần túy Việt chuyên buôn bán cam hữu cơ. Quý vị hãy nhanh tay kết nối với đôi vợ chồng trẻ Hồ Thị Kim Ninh và Phạm Quốc Bảo để có được những ly cam bổ sung đề kháng và các khoáng chất cho cơ thể. Cà phê quyện với hương vị mật ong, đó là nét riêng của Like Cà Phê. Xin hân hạnh được phục vụ quý anh chị từ quốc nội đến hải ngoại. Hãy liên hệ ngay với Facebooker Like Nguyễn. Chàng là một nghệ sĩ hát rong thích chụp hình up link fake câu like. Nàng là một phụ nữ thuần túy Việt chuyên buôn bán cam hữu cơ. Quý vị hãy nhanh tay kết nối với đôi vợ chồng trẻ Hồ Thị Kim Ninh và Phạm Quốc Bảo để có được những ly cam bổ sung đề kháng và các khoáng chất cho cơ thể. Thực phẩm Việt mang hương vị ba miền từ Facebooker Nguyễn Hoàng Vi là địa chỉ không thể thiếu của mỗi gia đình chúng ta. Khi quý vị cần có một bữa ăn hợp khẩu vị và vừa túi tiền, xin liên hệ ngay với Facebooker Nguyễn Hoàng Vi. Hải sản biển sạch, tươi, ngon từ cô tù nhân lương tâm Bùi Thị Minh Hằng. Quý vị hãy nhấc máy kết nối với chị để có được một bữa ăn với gia đình hợp túi tiền và tốt cho sức khỏe. Dầu phòng sau khi ép được chuyển qua khâu lọc bằng máy hút chân không. Sản phẩm gồm những thành phần nguyên chất từ đôi vợ chồng đấu tranh dân chủ Nguyễn Thanh Loan và Trịnh Toàn. Sản phẩm không chỉ tin cậy đối với những ai nhìn về hiện tượng Việt Nam, trong đó còn có cả gia đình quan lớn chú ý và thưởng thức. Quỳnh Như Bakery xin hân hạnh giới thiệu với quý vị các loại bánh tay luôn có mặt trong những buổi tiệc liên hoan sinh nhật họp mặt bạn bè và gia đình. Hãy liên hệ ngay với Facebooker Đinh Quỳnh Như để quý vị có được những sản phẩm thật ân ý và hợp túi tiền. Với hương vị đậm chất vùng miền cao nguyên, cà phê Robusta Amarin sẽ dẫn bạn đến với sự đam mê trong cuộc sống. Hãy liên hệ ngay với Facebooker Huỳnh Thục Vi. Nếu các bạn muốn quảng cáo sản phẩm của mình với chi phí không đồng, đừng ngần ngại, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua hộp thư bản tin tuổi trẻ yêu nước a@protonmail.com. Chuyện cam hành trình. Hôm trước có thợ đến lắp cam hành trình cho ô tô của ông anh bên hàng xóm. Mình tò mò chạy qua nghiêng ngó. Thấy mình, ông anh hàng xóm cười, giọng không giấu nổi vẻ tự hào. Vợ anh cho tiền lắp đấy. Anh bảo không cần thiết, nhưng vợ nói là dạo này xem trên mạng thấy công an giao thông hay có kiểu chim mồi để bẫy lái xe. Nếu có cam hành trình thì sẽ cải được, đỡ bị mất tiền oan. Rồi nhiều vụ va chạm, người nhà nạn nhân lao vào hành hung lái xe. Nếu có cam hành trình mở ra chứng minh là mình đi đúng thì sẽ khỏi bị đánh oan. Tóm lại, vợ anh bảo lắp cam hành trình để cho chồng được an toàn. Ngừng một lát, cười tủm tỉm, rồi ông anh lại tiếp lời. Mồm thì cứ oan quát chửi chồng, nhưng trong lòng lại rất lo lắng quan tâm. Đàn bà tưởng vậy mà không phải vậy em ạ. Bẵng đi vài hôm, nghe bên nhà ông anh có tiếng ồn ào, mình lại chạy sang hóng, thì thấy vợ anh vừa chửi quan quát, vừa cầm cái gậy lau nhà phang vào mặt, vào đầu anh tới tấp. Mình lao tới can hỏi lý do, chị vợ lôi ngay cái cam hành trình của xe anh ra mở cho mình xem. Đúng cái đoạn xe anh chạy chậm chậm đổ lại trước cửa một nhà nghỉ. Thằng nhân viên nhà nghỉ chắc nhận ra người quen, nó lao đến mừng như chị dậu bán được chó, rồi ngoắc ngoắc tay ý nói anh cứ lên phòng đi, để xe đó nó đánh cho. Tiếng cửa xe mở cái cạch, rồi anh ôm eo một ả lướt nhanh qua trước kính xe lẫn vào trong. Công nhận cam xịn thật, nhìn rõ được cái dây số chiên màu đỏ tiếp canh trễ xuống bờ vai trần mỏng manh của cái ả ổng ẹo đang xoắn lấy anh. Cái màu đỏ tiếp canh ấy giờ cũng đang túa ra từ cái mồm anh be bét, từ cái mũi anh dập nát. Chị vợ đập thêm cho anh vài nhát nữa rồi mới hầm hầm bỏ vào phòng, đóng cửa cái rầm. Anh ngước lên nhìn mình, đôi môi sưng vều, tím bầm mấp máy, trông như hai hòn giái chó đang run run. Giọng anh rưng rưng. Mồm thì bảo lắp cam hành trình cho chồng an toàn, vậy mà mới lắp được 2 ngày anh đã thành ra thế này. Đàn bà tưởng vậy mà không phải vậy em ạ.
cách của bạn, tự khai trí cho dân tộc. Tuổi trẻ yêu nước New xin kính mời quý vị đến với một vài so sánh về giới trẻ Hồng Kông và Việt Nam khác nhau như thế nào. Bài viết được trích từ nguồn ủng hộ Hồng Kông. Giới trẻ Hồng Kông dùng Internet để học tập. Giới trẻ Việt Nam dùng Internet để lên Facebook, khoe mẽ, xem phim đồi trụy và chơi game. Giới trẻ Hồng Kông đổ ra đường biểu tình, còn giới trẻ Việt Nam đổ ra đường để ăn mừng bóng đá. Giới trẻ Hồng Kông ăn nói lịch sự, hiểu biết về chính trị, còn giới trẻ ở Việt Nam không quan tâm gì tới chính trị, luôn mồm chửi bậy. Giới trẻ Hồng Kông xung phong lên chống lại bất công và đàn áp nhân quyền, còn giới trẻ Việt Nam cũng xung phong lên giẫm đạp lên nhau để cướp lộc tháng 7 cô hồn. Giới trẻ Hồng Kông ngồi tọa kháng phản đối Trung Cộng, còn giới trẻ Việt Nam cũng tọa kháng, nhưng là để cả đêm ngoài trời để đợi mua iPhone, giày Nike, Adidas. Giới trẻ Hồng Kông khóc vì tự do, khóc vì dân chủ, còn giới trẻ Việt Nam tụ tập cả nghìn người khóc lóc vì ca sĩ, vì sao Hàn. Giới trẻ Hồng Kông thảo luận về nhân quyền, trong khi đó giới trẻ Việt Nam cãi nhau vì sự khác biệt giữa điện thoại iPhone và Samsung, về bóng đá. Giới trẻ Hồng Kông chấp nhận đổ máu để giành lại tự do dân chủ, còn giới trẻ Việt Nam thì đang tà tà ngồi gục mặt xuống ăn nhậu. Giới trẻ Hồng Kông đang chung tay xây dựng đất nước của họ, trong khi đó giới trẻ Việt Nam là con của đảng viên lại tìm cách dùng tiền tham ô để du học, để định cư ở các nước Mỹ, Úc, Canada. Bất tuân dân sự, tự khai trí cho dân tộc. Lòng tin, trust. Bài viết từ nguồn Facebooker Phong Lan. Hôm nay mình muốn tâm tình với các bạn trẻ Việt Nam trong và ngoài nước một chút về uy tín và lòng tin. Các bạn muốn xây dựng tổ chức, bất kỳ tổ chức gì, dù cho sự nghiệp hay đấu tranh cho dân tộc, các bạn cần gây dựng uy tín và lòng tin đối với các bạn đồng nghiệp. Các bạn đấu tranh với người dân chung quanh các bạn. Nền móng của một tổ chức không phải là tài chánh, cũng không phải là số lượng nhân viên, càng không phải là vì minh tinh, tài tử hay những người nổi tiếng chụp ảnh với bạn. Nền móng của một tổ chức chính là uy tín và lòng tin. Đó chính là nền móng để cho tổ chức của các bạn được phát triển, tránh tan vỡ. Khi bạn có uy tín và đáng tin cậy thì những người khác mới muốn hợp tác với bạn. Bước vào tổ chức của bạn, họ có thể tin ít hay tin nhiều mà thôi, nhưng họ phải có một chút lòng tin ở các bạn và tổ chức của các bạn thì họ mới cộng tác với các bạn. Bằng không, dù các bạn có kêu gọi cỡ nào, nếu họ không tin tưởng bạn thì họ sẽ vẫn dè dặt, im hơi lặng tiếng và tiếp tục ngồi chờ hay quan sát bạn và tổ chức của bạn mà thôi. Vậy thì làm sao tạo được uy tín và lòng tin? Hãy cẩn trọng trong lời nói, cách giao tiếp, hành xử và cách giải quyết các vấn đề, đưa ra các quyết định. Hãy chứng tỏ là bạn trưởng thành, chín chắn, có trách nhiệm. Dù khi phạm lỗi cũng nên đứng ra gánh trách nhiệm, thậm chí khi không phải là lỗi của bản thân mình mà là người dưới quyền của bạn phạm lỗi, bạn cũng hãy đứng ra nhận lỗi và xin lỗi đối phương thay cho cấp dưới của bạn. Không ai là hoàn hảo trên cõi đời này, nhưng tất cả mọi người đều có khả năng sống, có trách nhiệm và tạo uy tín cho bản thân. Tự chủ và kiểm soát lời nói, hành vi của mình, tránh cảm tính cá nhân lặt vặt, so đo lẻ tẻ. Biết tôn trọng phạm vi cá nhân và biết bảo mật trong các vấn đề liên quan tới công việc. Khi có khác biệt trong quan điểm,
hãy bình tĩnh tuyệt đối, không mang chuyện trong tổ chức đi lèm bèm bên ngoài, cho dù khi bạn quyết định rời tổ chức đó. Cách hành xử của bạn sẽ là điều mà những bạn khác nhìn vào đánh giá uy tín của bạn. Những gì giao tiếp giữa hai người hay một nhóm với nhau, bạn không nên mang ra ngoài để kể lể, đôi co lôi thôi khi bạn có xích mích cảm tính. Điều này cho người ngoài cuộc thấy được bạn không có bản lĩnh kiềm chế bản thân khỏi cách hành xử cảm tính, và bạn khiến cho người khác mất lòng tin về khả năng bảo mật trong công việc. Đây là một điều hại cho phong trào chung và khiến bạn mất uy tín về sau này. Những người bạn trong khối trầm lặng rất đông đảo, họ vẫn ngồi yên tĩnh và quan sát mọi động thái của bạn và tổ chức của bạn. Họ là những nhân tài, nhân lực của dân tộc Việt Nam. Họ có thể e dè và chưa mạnh dạn bước ra nắm tay các bạn, bởi vì họ chưa có đủ lòng tin ở các bạn và bản lĩnh của các bạn. Đừng bao giờ trách họ cả. Hãy quan sát và tìm kiếm họ, khuyến khích họ, tạo lòng tin ở họ. Khi họ tin các bạn, họ sẽ cộng tác và chuỗi dây liên kết của lực lượng dân tộc sẽ hình thành. Uy tín và lòng tin không tự dựng mà có. Nó phải được chứng minh qua lời nói, hành động, cử chỉ và biểu hiện của từng cá nhân hay tổ chức trong một thời gian lâu dài. In God we trust. Trong Thượng Đế chúng ta tin tưởng, và trong mỗi người yêu nước công chính có lòng tin của tôi. Facebooker Phong Lan. Bất tuân dân sự, tự khai trí cho dân tộc. Những góc khuất của cuộc đời, những mảng tối của xã hội loài người đã làm cho tâm tính nhân loại ngày càng bước dần vào sự chết chóc, tan thương, hủy hoại mầm sống trên chính bản thân mình. Bóc tách những mảng bám bị hoang ố theo thời gian, gốc rêu phong ngày đó dừng trở lại nơi câu chuyện, chuyện kể đêm phiêu. Tuần này kính mời quý bà con cô bác hãy đi với chuyên gia kể chuyện trinh thám, Mr. Bia Bụng Bự, giáo sư Hạ Hồng Sơn. Nói không phải nịnh chứ, câu chuyện xảy ra cách đây là cũng khá lâu rồi. Mà nó không phải xảy ra ở tại Việt Nam, nhưng mà nó cũng phải xảy ra ở tại Việt Nam. Nói một hồi là lòng vòng nó cũng về kỳ đồng mà. Thôi vô công việc chính luôn. Bây giờ thì xin mời quý vị đi qua câu chuyện cùng với giáo sư Hà Hồng Sơn, biệt danh Mr. Bia Bụng Bự. Alhambra, Los Angeles, buổi chiều ngày 5 Tây tháng 8 năm 1983. Cậu bé người Mỹ gốc Việt 16 tuổi tên là Kevin trở về nhà ở đường North Fifth sau giờ học. Bước vào nhà thì Kevin sững sờ. Mẹ của cậu ta đang nằm trên vũng máu, ở cổ còn cắm một con dao. Cảnh sát nhanh chóng vào cuộc. Theo điều tra và lời khai của các nhân chứng thì cảnh sát đã xác định được nghi phạm Ninh Kim Nguyên, nam giới 25 tuổi. Ninh Kim Nguyên, nam giới 25 tuổi, là người Mỹ gốc Việt, người quen của nạn nhân Khuyên Thị Bùi, 38 tuổi, nghi phạm từng nhận bà Khuyên là mẹ nuôi. Nạn nhân bị đâm 9 nhát, cú đâm cuối cùng là ở cổ. Hung thủ không cần rút dao ra vì có lẽ biết nạn nhân đã chết.
Động cơ giết người được xác định là để cướp một số kim cương có giá trị khá cao của bà Quyên. Một cuộc truy nã gắt gao nhằm vào nghi phạm được diễn ra với quy mô lớn nhưng không có kết quả. FBI quyết định phát lệnh truy nã đỏ. Tuy nhiên, nghi can nên Kim Nguyên bỗng dưng bốc hơi khỏi nước Mỹ. Rồi vụ án đã đi vào quên lãng. Sài Gòn năm 1993, một ngày cuối năm giáp Tết, bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận một bệnh nhân đặc biệt. Người này được công an dẫn giải tới để chữa trị vết thương ở bụng. Hồ sơ bệnh nhân ghi nhận rằng Giang Minh, nam giới 35 tuổi, quốc tịch Đài Loan, tự dùng dao rạch bụng, vết thương không mấy nghiêm trọng nên sau khi phẫu thuật cũng không cần đưa vào phòng hậu phẫu riêng. Khi mà Chợ Rẫy lúc nào cũng quá tải, Giang Minh đã được nằm trong phòng tập thể với một cái còng tay dính vào giường. Không cần chờ lành để cắt chỉ vết thương, vài giờ sau khi phẫu thuật, Giang Minh cũng đã bốc hơi biến mất. Lúc này người ta mới biết Giang Minh chính là Ninh Kim Nguyên, kẻ nghi phạm giết người 10 năm trước ở Los Angeles, Hoa Kỳ. Y đã bị công an Việt Nam bắt giữ theo lệnh truy nã của Interpol. Và một lần nữa, y đã biến mất như có phép thần thông. Vụ án Giang Minh, Ninh Kim Nguyên, Giang Minh lừa đảo ở Việt Nam, chắc có lẽ các bạn ai cũng đã biết. Tôi chỉ xin tóm tắt lại thôi. Sau khi hắn đã bốc hơi khỏi bệnh viện Chợ Rẫy vào năm 1993 thì Ninh Kim Nguyên, Giang Minh trốn thoát sang Campuchia, mai danh ẩn tích, né Interpol. Và vài năm sau đó, năm 1997, Ninh trở lại Việt Nam với cái tên Giang Minh và ra tay làm một cú ngoạn mục. Hắn làm quen với một nữ diễn viên ăn khách lúc bấy giờ là Diễm Hương, hứa hẹn yêu đương tùm lum. Trước đó, Minh đã tạo một vỏ bọc là một doanh nhân giàu sang, tiền bạc thì bao la, khiến mấy bà luôn bán hột xoàn rất nể phục. Có bà còn nhận Minh làm con nuôi như bà Cẩm Loan. Ngày 20 tháng 7 năm 1997, Minh tổ chức sinh nhật ở một nhà hàng trong một khuôn viên của khách sạn New World Sài Gòn. Trước đó, Minh đặt mua của bà Loan một số hột xoàn để nhân tiện cầu hôn Diễm Hương trong sinh nhật của mình. Bữa sinh nhật khách khứa tới rất đông, có cả bà Loan với túi hột xoàn đem giao cho Giang Minh. Lúc sắp cắt bánh sinh nhật, Minh đề nghị bà Loan đưa hết hột xoàn cho mình để cho Diễm Hương lựa. Cô thích cái nào tôi mua cái đó, thích hết thì tôi mua hết luôn. Minh cầm cái túi hột xoàn từ tay bà Loan xong, tự nhiên y cũng đã bốc hơi luôn. Y như những lần trước đây, báo hại cả bữa tiệc, chờ đến mấy tiếng đồng hồ rồi mạnh ai nấy về. Sau vụ này, Giang Minh trốn sang Campuchia. Hắn lãnh thêm một lệnh truy nã quốc tế nữa từ công an Việt Nam. Vài tháng sau đó thì Giang Minh bị cảnh sát Campuchia bắt và dẫn độ về Việt Nam. Lần này không bốc hơi nổi là đành cam chịu án tù 14 năm về tội lừa đảo. Tháng 10 2008, Giang Minh ra tù, sau đó bị dẫn độ sang Mỹ vì vụ án giết bà Khuyên Thị Bùi hơn 30 năm trước. Còn ở nơi đây, nỗi đau của Diễm Hương, một nữ diễn viên đang ở trên đỉnh cao danh vọng, bỗng nhiên rớt xuống vực thẳm. Diễm Hương mất hút trong nỗi đau, dù rằng cô không có lỗi gì cả. Năm 2000, cô kết hôn và theo chồng định cư ở Canada, chấm dứt cuộc chơi màn bạc. Cô là một người có lòng tự trọng hơn nhiều kẻ tự nhận là nghệ sĩ khác. Đã qua rồi thời kỳ Việt Kiều được xem như là một nhãn mác để mê hoặc các người đẹp. Tuy nhiên, vẫn có những Việt Kiều có tiềm lực thực sự
chứ không phải như gã John Min này đó. Chồng của cô người đẹp nổi tiếng Đỗ Thị Hải Yến là một ví dụ. Nàng Paul đã gặp một đại gia thực thụ là Việt Kiều. Sau hôn nhân, nàng đã bỏ showbiz để lo cho chồng con Kevin Tylam. Chồng của cô Hải Yến, một đại gia ngành công nghiệp gỗ, đã rất chân thành với một nữ diễn viên nổi tiếng không thua gì Diễm Hương xưa kia. Anh Kevin chơi điệp đàng hoàng hơn rất nhiều so với John Min, kẻ đã giết mẹ anh 36 năm trước ở Alhambra. Âu cũng là một định mệnh lạ kỳ. Một cách bất tuân dân sự, mỗi ngày cứ mỗi người Việt Nam trong số 50 triệu người tiết kiệm không tiêu xài 20.000 đồng thì sẽ bị hụt 1.000 tỷ đồng trong thị trường tiêu dùng. Đây chỉ là một khía cạnh nhỏ, chưa kể đến những tác động dây chuyền khác. Bất tuân dân sự là cách đánh gục chế độ tồi tàn và ác độc một cách an toàn và dễ dàng nhất. Không mua vé số, giảm tối đa thuốc lá, rượu bia vì tiền thuế và phí khủng khiếp với lượng tiêu thụ. Không mua những thứ đắt tiền, xe cộ, máy móc, hàng mỹ phẩm, hàng trang sức vì đây là những thứ hút thuế khủng khiếp. Không mua sách báo lề đảng. Không xem truyền hình vì đây là công cụ tuyên truyền và bán quảng cáo. Không mua vé tham dự các loại show diễn thời trang, ca nhạc, hoa hậu vì nhảm nhí và tốn tiền. Tránh chạy xe khi nào có thể mà chỉ di chuyển bằng xe đạp hoặc xe bus. Đóng cửa. Không mua bán hàng Trung Quốc bằng mọi giá. Nghỉ làm công nhân về quê sinh sống để tránh thức ăn độc hại và bị bóc lột. Nông dân không canh tác nhiều và rộng nữa để tránh vướng nợ vì bán không được, không có tiền trả cho ngân hàng. Gia đình nếu có thể dạy cho con cháu thì không gửi con cháu đến trường nữa. Tự trồng rau sạch và mở rộng kết nối mua bán thực phẩm sạch trong và ngoài nội thành. Còn người Việt Nam hải ngoại thì không gửi tiền về giúp nghèo mà chỉ giúp ngặt khi tuyệt đối cần. Không về Việt Nam ăn chơi, tiêu xài. Không hợp tác với các tổ chức kinh tài của Cộng sản. Bức tuân dân sự